Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm lại một cái video mà update lại cho anh em về cái phần mềm tương SEO nhé. Trong thời gian mà bảo trì thì anh em là cũng đã inbox lại cho mình rất là nhiều và để có thể là kích hoạt sớm ý, update sớm đi để có thể là còn dùng nữa. Cái này thì chắc là mình cũng không 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 có nói thêm gì nữa nhé. Mấy cái cài đặt thì này chắc là cũng mọi người cũng biết rồi, thì mình cũng chẳng cả chả ấy thêm nữa đâu. Thêm tài khoản thì tài khoản thì mọi người có thể là mua tại web siêu clone 247 nhé. Đấy, chợ bắt đầu dùng này. Đấy, thì chúng ta sẽ mua cái policy ở bên này nhá. Đấy, tài khoản này, đăng nhập tài khoản này. Cái này thì nó sẽ giải, nó sẽ phá cái xác minh luôn nhá. Đó, anh em không phải lo cái vấn đề bị xác minh nhá, xác minh tài khoản gì cả. Đấy chợ, ok này, phóng to ra luôn luôn cho mọi người xem nhá. Đó, ok nhá, đấy, thao tác mà hoạt động tự động hết nhá. Về cái SEO để chuẩn chỉnh ấy thì anh em xem một cái video trước cho mình nhé, cái video đợt trước nhé, video đợt trước mình quay rất là chi tiết đấy. Còn mỗi người khi mà chạy thì mỗi người sẽ có một cách riêng, mỗi người sẽ có một cách làm riêng, thì anh em cứ xem là người rồi ngâm cứu xem là cái nào hiệu quả với bản thân rồi khi đấy mọi người dùng đó. Đấy, như cái này nó sẽ like tiện ích này, hữu ích, like like cái đánh giá này đó, nói chung là nó có rất nhiều các tác vụ, xem ảnh xem đánh giá này, thả tim thả like một cái này đấy, xem như này thì nó rất là tự nhiên đúng không ạ, rất là tự nhiên đấy, kéo cho hết cái này, kéo thêm tương tác cho cái shop của mình rất là ok, rất là ổn đó. Rồi follow shop rồi, ok rồi đó, xem nào, rồi tiếp tục đấy, rất là gọn gàng thôi, được chưa, ok chưa nhá. Đấy, tạm dừng này. Đấy, anh em nhá, tải cái bản mới về mà rồi còn dùng nhá. Mình xin ngắt cái video tại đây nhá.